Thị trường bất động sản năm 2019 là một sân chơi thú vị cho các nhà phát triển dự án với cơ hội thể hiện lợi thế cạnh tranh, bản sắc thương hiệu và tạo thêm nhiều giá trị mới cho người mua nhà. Theo đó, việc thắt chặt tín dụng đối với các ngân hàng là một động thái tốt để đảm bảo thị trường bất động sản không quá nóng và về lâu dài là một yếu tố tích cực cho người mua nhà. Tuy nhiên, gây áp lực lên các nhà phát triển không có nguồn vốn tốt và ảnh hưởng đến sự quan tâm của người mua và nhà đầu tư trong ngắn hạn. Qua đó, ngân hàng nhà nước muốn kiểm soát dòng tín dụng vào bất động sản theo hướng đi vào nhu cầu thực của người dân. Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này phải tự tạo lợi thế cạnh tranh cho mình ở từng phân khúc cụ thể. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp giảm dần sự phụ thuộc vào ngân hàng, tìm cách tự chủ nguồn vốn, góp phần đưa thị trường bất động sản phát triển bền vững hơn.